Hồi trước mình học có thế này thì à? Mới đến đây thì anh em. Hồi trước là toàn cài đúng rồi, cài mất thời gian. Ok. Rồi thế thì bây giờ ta sẽ tục nhà. Như vậy là buổi trước thì thầy đã nói đến vấn đề về dữ liệu, database, cơ sở dữ liệu, cách tạo dữ liệu, cách sử dụng dữ liệu, sửa tên, xóa DB. Thế thì bây giờ ta sẽ thế thì nói lại sơ qua lại sơ bộ lại một chút nhé. Như vậy là cái dữ liệu ấy thì là cái thông tin mà được lưu trữ và được xử lý. Còn database tức là cái cơ sở dữ liệu là cái kho kho chứa dữ liệu, tức là nếu chúng ta có nhiều dữ liệu thì chúng ta sẽ quẳng dữ liệu đó vào trong một cái kho. Nhưng không phải là mình thích là mình cứ quẳng vào được, mà bao giờ cũng sẽ có những cái trong kho sẽ phân loại thành các cái chủ đề, loại thành các cái chủ đề để khi cần đưa dữ liệu vào thì mình sẽ đưa vào theo một cái chủ đề cụ thể. Thì làm như vậy đến khi muốn tìm dữ liệu hay muốn truy xuất dữ liệu hay muốn lấy dữ liệu thì nó sẽ trở nên nhanh hơn, nhanh hơn, không bị mất nhiều thời gian. Đấy. Thế thì bây giờ làm thế nào để có thể phân tách thì kho kho dữ liệu của ta thành các cái chủ đề, phân tách thành các cái chủ đề, thì cái cách thức ở đây sẽ là chúng ta sẽ dùng đến bảng, cho đến bảng các em nhé. Ta sẽ phần theo là vấn đề về tạo bảng nghe nhé. Thì ở đây người ta sẽ sử dụng phương pháp đó là dùng bảng để phân tách dữ liệu, kho dữ liệu theo các chủ đề khác nhau. Và trong một bảng thì cái bảng ở đây nó sẽ có cái nghĩa, nó đúng theo cái nghĩa đen của nó đúng là bảng về các hàng, các cột, có các cột tiêu đề. Thì như vậy có nghĩa trong một bảng nó sẽ chứa những cái mẫu tin nhỏ nhỏ hơn. Người ta sẽ đi tìm hiểu về cách thức tạo bảng nhé. Để tạo bảng chúng ta dùng câu lệnh đó là create table này. Create table ngay nhé. Sau đó đến tên bảng. Tên bảng thì do mình tự đặt thôi, cũng giống như lệnh database. Thì tất nhiên là ta cũng phải tuân theo quy tắc đặt tên chung. Ví dụ đặt tên là students. Sau sau tên bảng sẽ là một cặp ngoặc tròn. Bên trong cặp ngoặc tròn này sẽ liệt kê các cái cột mà có trong bảng. Thì ta có thể enter xuống dòng hoặc để trên cùng một dòng cũng được. Ví dụ thầy sẽ enter xuống dòng này. Thì ở đây trong trong SQL Server ấy, người ta không phân biệt chữ hoa chữ thường. Không phân biệt chữ hoa chữ thường như em nhé. Vì thế mà ở đây chúng ta có thể viết chữ hoa chữ thường thoải mái. Và một lệnh nào đó thì ta cũng có thể đặt nó trên nhiều hàng để được thì là hệ thống cũng sẽ chấp nhận điều đó. Thế ví dụ như đây thầy sẽ tạo một cái bảng student gồm có cột ID chẳng hạn, chứa cái mã của sinh viên đấy. Rồi đến kiểu dữ liệu, ví dụ thầy đặt là kiểu in nhỉ. Kiểu in tức là kiểu số nguyên này, cái này chúng ta quen thuộc rồi. Not null. Not null có nghĩa là không được để trống đấy. Not null tức là không phải để trống nhé. Thì có nghĩa là khi mà ta đưa dữ liệu vào trong trong bảng student này thì cái cột ID này không được phép
là thời trống bắt buộc phải đưa dữ liệu vào. Tiếp theo là đến cái tên tên cột thứ hai, ví dụ như là cột đã chứa tên của sinh viên chẳng hạn, rồi đặt tên là name chẳng hạn, Novacha 30. Thế cái Novacha 30 này nó có nghĩa là đây là cái kiểu dữ liệu dạng chuỗi các em nhé, kiểu dữ liệu dạng chuỗi. Thì trong đó cái N này nó có nghĩa là dữ liệu mà chữ chuỗi đây là chuỗi cho hỗ trợ, là chuỗi có dấu, có dấu. Thì như vậy có nghĩa là cái cột name này nó sẽ chứa được dữ liệu là chuỗi có dấu và chứa được mỗi một dữ liệu là cái kích thước là 30, tối đa là 30 cái thế rồi. Mobile chẳng hạn, mobile tức là cái số điện thoại đấy, số điện thoại thì để là Vacha là 12 này này. Thì cái kiểu Vacha này nó cũng khá tương tự như kiểu là Vacha bên trên, nhưng mà cái Vacha này thì nó cũng là lưu trữ chuỗi nhưng mà nó không lưu được chuỗi có dấu. Chuỗi dấu cái N này nó sẽ đánh dấu cái việc là lưu được chuỗi có dấu này, còn Vacha thì nó không lưu được chuỗi có dấu nhé. Rồi gender chẳng hạn, đây là giới tính nhận của kiểu bit thì nó sẽ chứa 0 và 1, là cái không số 0 hoặc là số 1 đấy, bit đó. Thì đây là cái cách thức mình tạo một bảng, người ta dùng cái câu lệnh đó là create table nhé, lệnh create table tạo bảng. À, thế thì sau khi viết xong thì mình bôi đen như này này, bôi đen này. Thế bôi đen toàn bộ câu lệnh nha, cho mình chạy. À, ở đây trước khi thực hiện ta phải use cái database này, ta chưa use nó nên là nó sẽ đang ở master đấy. Thế sẽ tạo lại nhé, cho nó chưa tạo đấy, tạo này, xong rồi use nha. Thế lúc này thì việc tạo bảng nó mới tạo được trong cái kho đó. Có gì? Đấy, yeah. Lúc này ở đây ta sẽ kích vào phần nút refresh, ta sẽ nhìn thấy cái database của ta đây. Và phần table nhé. Đấy, này. Làm cái gì em? Làm chỗ nào? Làm lại chỗ nào cơ? Lưu ấy hả? À không, không phải là lưu mà tại cái là khi sau khi mình viết xong lệnh thì mình chỉ thực thi nó thôi. Mình vô đen thế này này. Không, ý là cái tên thành phẩm master thì À, use tức là ta phải sử dụng, ta dùng các loại này để sử dụng cái database của ta, sau đó thì mới thực hiện cái việc tạo. thầy cái từ name của em ấy nó chuyển sang màu xanh thì có sao không thầy? À, không sao đâu, nó không không sao đâu em nhé. Ừ, không sao đâu. Use nhá, tức là mình dùng cái database đấy ấy, đang sử dụng, chuyển sang sử dụng cái database đấy ấy. Không phải là như lưu đâu mà là use nhá. Kéo lên kia thằng xem. Ừ. Kéo này xuống cho nó về.
Được chưa em? Ở đấy, đấy. Ok. Đấy, tin đấy là như nào để đấy tôi động là làm sao đấy. Cái yêu này em, cái này à, ấn không không ạ, đây mình từ đây mình di chuyển chuột ra đây này, xong nó hiện từ cái tái hình mũi tên nó chỉ sang bên phải, mình kích vào một cái là nó sẽ bu đen cho mình luôn được, sau mình nhấn vẫy Q để mình thực thi thôi. Thì cái câu lệnh này nó có nghĩa là sử dụng cái database đấy. Làm gì có thể Alo, alo, alo. Không ở cái chỗ mà object explorer một cái refresh cái này cái chỗ connect cái icon thứ năm cái refresh ấy. Anh bấm vào đấy xong rồi là cũng là data trước không database ấy. Anh ấn thao thao tác thao tác lại cái gì đây em? À đây, cái câu lệnh này có nghĩa là cái câu lệnh này này là tạo database nhá. Câu lệnh này này là tạo một cái database có tên là CM49L này, đúng không? Mình viết ra thôi, mình viết ra. Mình viết xong thì mình bôi đen và mình chạy thôi. Đấy, mình chạy xong thì nó sẽ tạo cho mình một cái database. là cái mà đi xong rồi xuống đến tới table À thì sau khi mình tạo xong ấy, thì mình phải use nó, mình phải sử dụng nó. Thì mình viết câu lệnh là use xong rồi tên của database mà mình muốn sử dụng. Xong mình execute để sử dụng nó nha. Sử dụng nó trước đã, sau đấy bắt đầu xuống đây mình mới tạo bảng. thao tác giống như ở trạng nhé. À chạy hả? Đây mình mới chạy, mình chỉ việc bôi đen câu lệnh này. Sau mình cũng execute thôi. Đó, này. Đó nó chạy ra kết quả này này. Không ra giống như thế. Thế à? Cho em xem một lần để xem. Em xem màn hình để xem nào. À. Đây, 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 đây. Em xem lại đi, xem lại đi. À, bây giờ em tạo database chưa? Em viết câu lệnh là câu lệnh create database C49L bên trên ấy. Em bôi đen nó đã. Em bôi đen nó.
Đấy, đúng rồi, em mua đèn nó sang em Ezekiel. Em kích vào Ezekiel để thực thi nó. Rồi. Xong rồi em mở. Như vậy là nó sẽ tạo được cho mình một cái database đấy. Thì bây giờ em kích vào cái thư mục database ở bên trái. Và đấy đúng rồi, em xong em nhấn vào nút refresh. Đó, em sẽ nhìn thấy có một cái database nó được tạo ra cho mình chưa kìa. Đó. Và đấy đúng rồi. Thế xong nhưng mà bây giờ như vậy là nó đã tạo cho mình một database rồi nhé. Dạ. Thế bây giờ mình muốn bây giờ mình cần phải use nó. Thì mình bôi đen với câu lệnh là use C109L. À đúng rồi, đúng rồi. Đấy, xong rồi mình lại nhấn vào execute để mình thực thi thôi. À, mình cứ bôi đen mà muốn thực thi là phải execute nhé. À, đấy. Rồi xong bây giờ mình sẽ thực hiện câu lệnh tạo bảng ở dưới. Bôi đen hết, không phải bôi đen hết, phải bôi đen hết. Thiếu 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 bôi đen. Thiếu phải phải có cả cái đóng ngoặc ở dưới em. Đấy đấy đấy, không chỉ bôi đen là phần tạo bảng thôi. À đấy, xong rồi mình nhấn vào execute, nhấn rồi đúng không? À, ok được rồi, bây giờ mình thì câu lệnh này chính là câu lệnh để tạo một cái bảng ở trong database C109L nha. Rồi em kích vào cái dấu cộng của C209L ấy, sau đó thì kiểm tra xem bảng được tạo chưa. À, cái thư mục table ấy, thư mục table em. Là nhấn vào cái thư mục table, dấu cộng ở thư mục table. Dấu cộng ở thư mục table ấy. Ở đây em sẽ nhìn thấy có một cái bảng student được tạo ra ở dưới kìa, dbo.student ấy. À. Và nhấn vào dấu cộng để mở tiếp ra, nhấn vào dấu cộng ở bảng student ấy để mở tiếp ra, dấu cộng và columns và mở tiếp column ra. Đấy, thì đây chính là những cái cột mà mình vừa mới tạo ở trong phần tạo bảng nha. Ừ. Thầy cho hỏi cái lúc mình lưu ạ, cái encoding là mình để ở cái UTF-7 đúng không ạ? UTF-8. Còn cái bên dưới ạ, line em định ạ. Cái kia đó. Cái bên dưới kệ đó, bên dưới kệ đó nhỉ. À. Được chưa? Thế tiếp tục nhé. Rồi, bây giờ ta sẽ quay lại thì thực thực nhé. Bây giờ thầy tạo thêm một bảng nữa nhé. Create table subject tức là môn học vậy. Đấy, mình cũng có một cái ID đi, là mã của môn học. In not known, tên môn học cũng là van cha đấy, 30 chẳng hạn đấy. Đấy, ví dụ thế này nhé, nó cho mình bôi đen. Mình bôi đen cho mình lại, mình nhấn vào cái nút thực thi, cho mình một nút execute này, thực thi này. Đấy.
Rồi mình muốn check thì mình lại kích vào cái thêm một table bên này để mình check nhé. Rồi, ta sẽ được cái bảng subject đây. Thầy nói hộ em lại cái top luôn với cái từ 300 bit đúng không ạ? Nó luôn có nghĩa là không được trống. Không được trống có nghĩa là khi mà mình đưa dữ liệu vào trong bảng student này này thì tại cột ID này là mình không được để trống. Mình bắt buộc phải đưa. Đưa vào. Nếu mà không đưa vào là nó sẽ báo lỗi. Nên là đây nó luôn có nghĩa là không được phép để trống. Ví dụ như ở đây mình đưa một 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 dữ liệu vào trong student thì mình chỉ đưa mỗi cột vào cột name thôi, đưa mỗi vào tên sinh viên, mỗi mobile, mỗi gender thôi, mà không đưa vào cái mã sinh viên thì gì là không được, bắt buộc phải đưa vào mã sinh viên thì nó gọi là non luôn nha. À, Đấy, thế còn cái tin Vacha là cái kiểu dữ liệu mà nó là kiểu chuỗi, anh em nhé. Vacha là kiểu dữ liệu chuỗi đấy nhỉ. Thì cái kiểu dữ liệu chuỗi này nó sẽ kiểu dữ liệu chuỗi ở dạng là hỗ trợ chữ có dấu. Nghĩa là khi mình đưa vào đây họ tên của một bạn sinh viên mà nó chữ có dấu thì nó sẽ chấp nhận. Thì NVATRA 30 có nghĩa là ở đây cái chỗ này cái cột name này nó sẽ chỉ chứa được cái tối đa cái họ tên mà nó có 30 ký tự thôi, không được thấp hơn 30 là tối đa 30. Còn cái mobile à còn cái VATRA này này, VATRA thì nó cũng là kiểu chuỗi nhưng mà nó không hỗ trợ chỉ có dấu, tức là khi mình chèn dữ liệu vào trong mobile này, này thì mình không thể chèn được cái dữ liệu có dấu nhỉ. Và nó chỉ có nó cái cũng kiểu số mà này. có kiểu số tức là kiểu in được, để kiểu in được. Tuy nhiên thì nếu mà để kiểu in ấy thì nó sẽ gặp phải vấn đề, bởi vì là nếu mà để có 12 con 12 chữ số kiểu in thì nó sẽ rơi vào cỡ trăm tỷ, giá trị cỡ trăm tỷ thì nó sẽ ở mức độ rất là lớn, cho nên là nếu mà dùng số mà đưa đưa nó không hợp lý, không hợp lý. Hơn hơn nữa là sử mình muốn lưu theo kiểu là cộng 84 chẳng hạn thì cái in nó lại không lưu được như thế, không lưu được cái cộng đấy. Thì ở đây thì cái dùng chuỗi để lưu thì là nó sẽ thứ nhất nó sẽ ngắn hơn, thứ hai nó sẽ lưu được linh hoạt hơn. Vacha là kiểu dữ liệu chuỗi các em à, anh nhé. Vacha là kiểu dữ liệu chuỗi và Vacha cũng là kiểu dữ liệu chuỗi nhưng mà Vacha thì hỗ trợ chữ có dấu, còn Vacha thì không hỗ trợ chữ có dấu. Được chưa? À, đấy. Thì phần kiểu bit này là cái kiểu mà nó chứa cái là cái kiểu mà nó chỉ chứa giá trị 0 với 1 thôi. Gender ở đây có nghĩa là cái giới tính. Chứ giới tính thì đơn giản là không là nữ chẳng hạn, một là nam chẳng hạn. Đấy, cái kiểu thế. Cái dấu ngày cạnh ngang ấy là để ghi chú thì mình có thể cùng một dòng với một dòng thì kiểu tên ba ba mươi để cùng dòng được không? Được, nếu mình muốn ghi chú ở đây là được nhé, cũng được nhé, như này ý của em như này đúng không, được được em nhé, được thoải mái, chỉ dịch nó sẽ bỏ qua nhé.
Thế thì tạo thêm một bảng nữa cho nó hiệu ảnh luôn nhé. Bên trên là hai bảng sinh viên và bảng môn học, còn bây giờ thì tạo ra cái bảng gọi là bảng chữ điểm số nhé. Max ID trong cái bảng điểm số này thì nó sẽ chứa điểm số của học sinh viên và tất nhiên là cũng là điểm số của môn học. Vì thế mà mình sẽ phải đưa vào mã sinh viên, mã môn học. Sẽ có là student ID chẳng hạn. Inox luôn. Subject ID. Inox. Mark. Roger. Wow. Đấy. Thì lúc này từ cái mã sinh viên mình tham chiếu lên trên bảng student ID của student mình sẽ biết đấy là sinh viên nào. Rồi. Thì cái mã môn học mình tham chiếu lên cái ID của bảng subject thì mình sẽ biết được đấy là môn học nào. Điểm số đây. Đấy. Đó, mình sẽ được cái làm việc. Float là cái kiểu float giống như là mình học ở trong 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 JavaScript ở trong C ấy. Kiểu float là kiểu số thực. Float là kiểu số thực nhé. Cái mark ở đây có nghĩa là cái cột mark là chứa điểm số đấy. Điểm số thì nó sẽ chứa nó là một giá trị số thập phân thì nó sẽ hợp lý hơn. Vì thế mà mình mà để float thì như vậy nó sẽ hợp lý hơn. Nếu mình để kiểu in ấy thì nó chỉ số nguyên thôi thì nó lại có vẻ như không được hợp lý lắm, đúng được nhá. Đó, thì đây là cái kích thước tạo bảng nha.
Bây giờ ta sẽ cần làm một hai cái thao tác đó là như sau, là khi mình có cái như như bảng student này ạ, bảng student thì thì mình đưa như vậy là nó sẽ chứa các cái dữ liệu liên quan đến 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 bạn sinh viên, tức là khi mình cần đưa dữ liệu là các bạn sinh viên vào trong trong database ấy, thì tất nhiên là ta sẽ đưa vào trong cái bảng student này. Đấy, và tất nhiên là ta sẽ không thể đưa, không có chuyện đưa sinh viên vào bảng subject, nghe nó buồn cười đúng không? Để đưa vào bảng student này. Thì có thể xảy ra tình huống là họ vào tên rồi rồi đại khái là trong 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 nhiều trường nhiều nhiều trường hợp là họ vào tên giống hệt nhau, họ tên các bạn sinh viên giống hệt nhau, thậm chí là giống nhau, có khi nhiều khi lại giống nhau cả giới tính luôn, cả ngày sinh nữa. Bạn có thể xảy ra tình huống như vậy, thì lúc này để đảm bảo cái gọi là cái tính toàn vẹn về mặt dữ liệu, tức là giữa các bạn sinh viên với nhau sẽ phân biệt được nhau, mặc dù là sẽ có những cái thông tin giống nhau, thì lúc này ta sẽ có thiết lập một cái gọi là khóa chính, có một cái khái niệm gọi là khóa chính, chính. Đấy. À, từ tiếng Anh là ta sử dụng là primary key và viết tắt là PK, ta sẽ nhé. Thì khóa chính nó sẽ có nhiệm vụ là để phân biệt các bảng ghi với nhau trong trong một bảng, để nó đảm bảo rằng là trong một bảng thì các bảng ghi sẽ không bao giờ có chuyện giống hệt nhau. Ạ? Như vậy nó sẽ đảm bảo cái người ta gọi là tính toàn vẹn dữ liệu, nghĩa là dữ liệu nó sẽ không bị mà nó sẽ không bị lẫn lộn. Đấy. À, thì mình sẽ có nhiệm vụ là đảm bảo toàn vẹn dữ liệu cho bạn. Đấy, cái này nha. Thì PK sẽ được đặt ở trên trên cột hay là gọi là hay tập cột mà mang những cái giá trị duy nhất, đại khái là không không giống nhau đấy, giống nhau. Ví dụ như ở đây cái ID của bảng student này, đó là mã của sinh viên đấy, thì mã của sinh viên là nó sẽ không giống nhau, không giống nhau. Mỗi một sinh viên có một mã riêng, thì lúc này ta có thể hoàn toàn thiết lập được khóa chính ở trên cái cột ID này, vì nó đảm bảo một cái điều là các giá trị đó thứ nhất. Và điều thứ hai đó là cột hay là tập cột phải phải là non luôn, có nghĩa là nó không thể nào luôn được,
là nếu mà cột hay tập cột mà chưa giá trị, đại khái là không mang giá trị gì cả, không mang giá trị gì cả, hay là không không cần phải điền dữ liệu vào trong cột đấy, thì cái cột hay là tập cột đấy là nó không đạt được nó chính, mà bắt buộc phải mang dữ liệu hoặc mang giá trị cái định Em chính. này hoàn chỉnh thì đọc được nhiều và nhiều cổ đúng không? À đúng rồi. Thì đây thì nói thêm điều đó nhé, ví dụ này là một bảng thì chỉ có một, chỉ có duy nhất, hay là chỉ tạo được duy nhất một pk, tức là mỗi một và một bảng nó chỉ có một một quả chính duy nhất thôi, hay là mình chỉ thiết lập được đúng một một quả chính ở trên cái bảng nhận. Đấy. Và PK ấy. Nhưng mà PK ấy, quá trình thì lại có thể được đặt trên trên nhiều cột, gọi là tập cột đấy, đây là tập cột này. Wow. Thì lúc lúc này ta sẽ được cái ta sẽ có một số cái đặc điểm lưu ý khi mà ta thiết lập khóa chính cho bảng. Như vậy là việc thiết lập khóa chính cho bảng là điều cần thiết để đảm bảo được tính toàn vẹn dữ liệu của cho bảng nha, để không có hiện tượng là lẫn lộn dữ liệu khi hai có hai bản ghi nó dữ liệu lại giống hệt nhau. Cột là ở đâu rồi thầy? Thầy chỉ cho em cái cột là ở vị trí nào? Đây cột, đây cột, 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 column này, cái cột đấy, cho một column này, cái này, đấy cái cột, dạ, cột hay tập tập cột đây, thì mình thích đặt, mình muốn đặt khóa chính trên 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 bảng thì mình có thể mình đặt trên cột, dạ. Em có thấy cái keys kia nó có phải hoàn chỉnh hay đảm bảo? Cái thư mục key này nó sẽ chứa các cái khóa, có thể là khóa chính, khóa ngoại hoặc là các cái ràng buộc khác. Bao gồm có cả khóa chính. Rồi, bây giờ thầy sẽ thử tạo một cái khóa chính nhé, tạo khóa chính trên cái bảng student đi và đặt nó ở trên cột ID đấy nhỉ. Đấy. Thì cột ID này nó đang thỏa mãn các cái điều kiện để đạt được khóa chính trên nó, bao gồm có not null và bao gồm theo đúng nghĩa là ID thì nó sẽ không thể giống nhau và làm dữ liệu được giữa các mã sinh viên. Vậy câu lệnh tạo tạo khóa chính ta dùng câu lệnh như sau nhé: enter table students các bạn này, add constraint rồi tên tên của dòng, tạo thêm một cái ràng buộc, đưa thêm một cái ràng buộc vào trong bảng, cái ràng buộc đó tên là gì thì sau mình đặt nhé, pk ID student. Để kiểu ràng buộc là primary key và được đặt ở trên cột ID này. Đấy. Thì câu lệnh này nó có nghĩa là sửa sửa cái bảng students thêm một cái ràng buộc. Constraint có nghĩa là ràng buộc, thêm một cái ràng buộc có tên là như thế này, cái tên này là do mình tự đặt thôi, và có kiểu là kiểu primary key, tức là kiểu chính,
và nó được đặt ở trên ID của bảng string. Đó. Để quay sang đây ta check nhé, để kích vào column này, kích vào cái refresh thì các em sẽ nhìn thấy ở cái cột ID ấy, nó sẽ có biểu tượng chìa khóa màu vàng, chiếc chìa khóa màu vàng đây chính là biểu tượng khóa chính nhất. Và xuống keys này nó sẽ xuất hiện một cái keys có tên là pkid string, đó chính là cái tên này. Như vậy có nghĩa là ta đã thiết lập được khóa chính cho bảng student và cụ thể được thiết lập khóa chính được thiết lập trên cột ID. Tôi thấy sau cái PK ở trong một chỗ ID kia lại thành chữ hòa vậy. Cái nào em đây là PK ở chỗ ID là... nói biệt chính là cái biểu tượng nó là cái viết tắt của chữ của primary key thôi. Viết tắt của, ý ý ý là gì, là cái ID này là cái cột mà chứa chứa PK chứa khóa chính nhỉ. Cái PK này. Hệ thống nó tự động đưa vào cái chữ PK đấy nhé, chứ không phải là mình đưa đâu nhé. Nó là cái phần của primary key. Thao tác lại bôi đen điểm cái chữ quá trình đấy. Bôi đen cái câu lệnh này. Vâng. Đây mình bôi đen cái này này. Đấy. Bây giờ sẽ mình nhấn vào cái chữ Q. Thì nó sẽ ra kết quả là báo một cái thông báo là một cái message là command completed successfully. Mình muốn thực thi lệnh thì mình phải bôi đen nhé, mình bôi đen xong rồi mình thực thi nhé, bôi đen cho mình execute này. Em có thể đến vào cái mục đặt cái primary key ở trên mobile không? Ở trên mobile à? Ở trên mobile cũng được. Cũng được nhé, bởi vì mobile nó có. Kiểu gọi là đặt cả ID, đặt cả mobile được. Thế thì tức là ý của em là đặt khóa chính nằm trên hai cột luôn nhỉ, ID và mobile nhỉ. Rồi thì ta có thể làm được nhé, có điều là như vậy thì nó thừa thôi, như thừa là bởi vì ID không thôi là nó đủ rồi. Và theo phân tích thì mỗi một sinh viên thì sẽ có một mã riêng mà không thể giống nhau được, đúng không? Thế nên là mình chỉ cần đặt trên ID là đủ. Còn nếu mà mình muốn đặt trên cả đặt khóa chính trên 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 cột mobile thì mình hoàn toàn làm được. Dạ, vẫn làm được nhé. Được rồi. Thì theo em. Đây nó báo là already student already has a primary key, nghĩa là nó có rồi đấy em, nó đã có rồi đấy. cái Là bảng ấn vào đâu để cái bảng student của em là nó đã có cái khóa chính rồi đấy, đấy. Nhấn vào cái key nữa là sẽ nhìn thấy rồi.
Tương tự như vậy, nếu mà chúng ta muốn tạo khóa ngoại khóa chính cho cột cho bảng subject thì ta cũng sẽ làm tương tự đúng không nhỉ? Subject add constraint pk cũng là đi mà trên bảng subject. Ra bên kia đi. Wow. Đấy. Đấy. PK đi sắp xếp. Thì như vậy mình cũng tạo được ở trên bảng trên bảng max max thì ở trên đây thì sẽ tạo và chính nằm ở trên hai cột này nhé, là student ID với cả subject ID. Thì ta sẽ có là enter label max and constraint pk student subject and run p trên cột trên student subject and để hoặc thì như vậy là ta sẽ tạo được có chính nằm trên hai cột. Thì các bạn là chỉ một bảng chỉ có một một pk thôi nhỉ, chỉ tạo được một pk thôi, nhưng mà pk đấy nó có thể nằm trên nhiều hơn một cột đấy. Đây. Như này có nghĩa là có chính nằm trên hai cột đấy. Ok đây. Sao ID kia mình không biết hoa chữ y vậy? À, ở đây thì như thể nói là SQL Server nó không phân biệt, nói chung SQL nói chung nó không có phân biệt cái hoa bình thường ấy, nên mình có thể viết hoa bình thường được nhé.
Ừ. Thầy đã sửa thông tin bảng như nào rồi? Cần cái chỗ tâm tính cái sai thì cả cái một sửa lại thì sau rồi. Cái chỗ phản ứng của em là sửa À, thiên thật, sửa sửa thiên bảng à? tên cái cột này là À, cái tích ở tâm tích hay gì hay cái tạo giờ sửa lại và cái bảng trên kia đi không là sửa lại không là chạy lại không, và nên nó có cái phương pháp sửa đấy, có sửa. Đây, chỗ này nó sẽ có cái gọi là thao tác với cột này. Tác với cột ví dụ như là thêm cột, sửa cột, sửa cột là sửa kiểu dữ liệu, còn là sửa tên cột, sửa tên cột. Đây, em có thể dùng cái cú pháp này nhé. À, em xem này, để xem này. Thấy chưa? Mắc à, cái bảng đây là bảng max có chữ S vào đây xong rồi bị test à, xong em mở, phần cột ra xem nó được chưa. Xong nhé, như vậy là chúng ta xong vấn đề này. Và chính nhá, cái tên ý nghĩa của bây giờ chúng ta sẽ sang một cái nữa là sau khi mà mình có ba bảng với ba khóa chính rồi thì trong trường hợp này ba bảng này nó đang độc lập với nhau, đang độc lập với nhau nhé, thì trong đó cái bảng max này là bảng chứa điểm số, và bên trong nó có chứa cái mã của sinh viên cũng như là mã của môn học, chứ nó không chứa thông tin chi tiết của sinh viên cũng như là chi tiết của môn học. Thì ở đây cái
nếu nếu như ba bảng độc lập với nhau ấy, thì từ cái mã sinh viên ở trong mỏng mắt này mình sẽ không thể tham chiếu đến bảng students này được, để từ đó biết được là với mã sinh viên như thế thì sinh viên là ai, họ tên là gì, thông tin cụ thể như này. Thế độc lập mà tương tự như vậy, nếu như ba bảng là độc lập thì từ cái mã môn học ta cũng không thể tham chiếu được sang cái bảng subject này để biết được thông tin cụ thể là cái mã môn học đấy thì ứng với lại môn học tên là gì. Wow. Đấy, môn học tên là gì thì cũng không 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 xử lý được, không biết được cụ thể. Vì thế mà ở đây chúng ta sẽ cần phải đảm bảo một cái gọi là toàn vẹn tham chiếu, có nghĩa là phải đảm bảo được một điều là từ từ cái mã sinh viên này, nếu ta muốn biết được thông tin cụ thể về sinh viên có mã đó, hoặc thì ta sẽ tham chiếu, chỉ được tham chiếu sang bảng sinh viên. À, các bạn thì đấy là xong, thì cái đấy người ta gọi là toàn vẹn tham chiếu, nghĩa là dựa vào tham chiếu sẽ biết được thông tin cụ thể chi tiết. Thì lúc này chúng ta sẽ cần phải tạo ra một cái gọi là khóa ngoại. Cái khóa ngoại này nó sẽ có cái nhiệm vụ là thiết lập cái tham chiếu đến bảng tương ứng, để từ đó sẽ có được thông tin đầy đủ. Đủ. Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ cần phải tạo phải có khóa ngoại nhé, khóa ngoại để làm điều đó. Để có một cái gọi là khóa ngoại tiếng Anh là foreign key, viết cắt tức là FK, dùng để đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu cho bạn, đảm bảo toàn vẹn tham chiếu cho bạn, nghĩa là khi cần thông tin chi tiết thì ta sẽ tham chiếu đến bảng đấy là xong. Nhưng trong trường hợp này ở bảng Max, nếu chỉ có mỗi mã sinh viên không thì ta không thể biết được là thông tin cụ thể của sinh viên là như nào, thì khi đó ta chỉ việc phải thiết lập một cái tham chiếu từ cái cột student ID này tham chiếu sang cái cột ID của bảng student, và ta sẽ biết được cụ thể cái thông tin của sinh viên là như nào. Đấy. Vậy thì bây giờ ta sẽ tạo tạo cái quá trình phóng ngoại nhé, để liên kết nhé, à, phóng ngoại không chiếu nhé. Thì bây giờ ta sẽ tạo một phóng ngoại đặt ở trên cột student ID này để nó sẽ tham chiếu sang sang bảng student. Thì để từ đó mình có được thông tin chi tiết của sinh viên, ta sẽ có một cái cách thức như sau này. Enter table max, max add một cái constraint fk table string id đi, kiểu kiểu ràng buộc là foreign key đặt trên cột student ID và tham chiếu tới bảng student references, cái bảng student bảng cột ID. Đấy này. Là student SC, thì chữ SC. Đấy, này. Thì câu lệnh này nó có nghĩa là sửa cái bảng max thêm một cái ràng buộc tham chiếu, một cái ràng buộc có tên là FK student ID, kiểu ràng buộc là foreign key tức là khóa ngoại, và được khóa ngoại ràng buộc này được đặt trên cột student ID tham chiếu tới bảng students tại cột ID. Đấy.
là sao? Đấy, thì lúc này mình nhìn vào cái bảng max. Bảng max là cái bảng đây này, đó. Đây phát lại trang thì đây nó vẫn không có gì khác khác biệt đâu, nhưng mà ở key này em sẽ nhìn thấy nó có thêm một cái key nữa, cái khóa nữa có dạng màu xám, và cái tên của nó chính là cái tên này. Đó, cái key màu xám nó sẽ, nó có nghĩa là cái khóa ngoại. Như vậy là ta đã thiết lập được cái khóa ngoại. Đặt ở trên cột student ID của bảng max, và nó đã có nhiệm vụ là sẽ tham chiếu đến cái cột ID của bảng student. Đấy. Rồi, để tương tự như vậy, nếu như ta muốn thiết lập một khóa ngoại để trên cái cột success ID này để nó tham chiếu đến ID của bảng success, thì ta cũng 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 sẽ làm được. Thì ở đây một bảng thì chỉ có một khóa chính thôi, nhưng mà một bảng thì lại có thể có nhiều khóa ngoại. Miễn là nó đủ đảm bảo nó tham chiếu đến các bảng khác nhau, đảm bảo đến tầm vẹn tham chiếu là được. Và một bảng có vẻ có nhiều khóa ngoại nên thì ta đặt vừa lại đặt khóa ngoại trên cột này rồi này, rồi bây giờ ta có quyền đặt khóa ngoại trên cột này để nó tham chiếu bản sắc để còn biết được cái môn học nó làm gì. Đấy. Vậy ở đây ta sẽ có ta sẽ có Của em nó không ra cái khóa ngoại đấy được. à, thế à, em xem mình xem. Báo là đã có sẵn, đã có rồi đấy. Ta kích vào cái thư mục key xong rồi nhấn refresh. Đấy, nó có rồi nha. Đó, có rồi là gì ở đây này. Already đấy, đó, already có rồi. Nếu em đã tạo được rồi, xong em tạo nữa là nó sẽ không có được.
Đấy. Để tạo thêm một cái khóa ngoại nó nằm trên cột SSID đi nhé. Các bạn max constraint meta SSID foreign key subject references thế bảng subject ID hoặc này và kích vào cái key này đó, ta sẽ được thêm một cái khóa ngoại nữa đây FK sẽ được. Thưa thầy, À, cái sau đi referency thì thầy sẽ dòng gì? mình chỉ enter thôi thôi, cái enter số mình chọn đây, và enter số mình đây nhé. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái kết quả của việc của cái database diagram nhé. Sửa. Thì lúc này các em sẽ nhìn lên ở bên trên đầu ấy, ngay trên đầu nó có một cái gọi là database diagram này. Đấy. Các em cứ phải chuột xong chọn cái database diagram nhé. Đấy, và sau đó thì chọn model để chọn các bảng. Add. Đấy, thì ta sẽ được kết quả này. Được. Chuyện phải không ạ? Đúng là như vậy ạ. À, chuyển phải sang những phần new. Chuyển phải này. New database diagram này nha. Sao em nhìn có gì đó giống kiểu Microsoft Access đấy ạ? À, đúng là set à? Cái này dùng cái relationship của Access phải.
Đúng rồi, cái này nó giống giống với này, cái đó đấy. Mình vừa cốt nhưng mình vừa mở sang cái này nó chạy luôn. Kiểu để hai cái song song À không không, nó sẽ không làm giống như thế đâu nhá. Đây thì đây là cái kết quả mà mình tạo. Lúc này nhé, các em chạm vào cái anh này, các em sẽ nhìn thấy là nó có ghi là relationship FK student ID, thì đó chính là cái tên của khóa ngoại đúng không? Như vậy khóa ngoại là thiết lập liên kết, và liên kết ở đây chúng ta thấy là có cái biểu tượng có màu vàng ở đây này, hay là ở bên này, nó chính là thể hiện rằng cái cột đấy là cột đặt khóa có chính nhất. Đó. Chứ còn những cái đường liên kết này nó chính là các cái khóa ngoại, ngoại thiết lập tham chiếu. Và ở cái đường liên kết này nó sẽ có cái đầu, ở đây anh cho nhìn thấy nó có một đầu là cái khóa màu vàng, một đầu là khóa vô cùng, biểu tượng vô cùng ấy. Đó. Cái này có nghĩa là đầu này là một, đầu này là nhiều, cho mối quan hệ là một n là một nhiều đấy, có nghĩa là đây ta hiểu là một sinh viên thì nó có nhiều điểm số, có nhiều đồ điểm, hay nói khác là một một sinh viên nó liên quan đến nhiều điểm số ở bên mảng max. Tương tự như vậy thì đây thì có subjects với cả max, đây đây cũng là một này, đây là nhiều này, mối quan hệ một nhiều đấy, một môn học cũng có liên quan đến nhiều điểm số. Wow. Như vậy là cái sợi dây liên kết này nó chính là bản chất, nó chính là khóa ngoại đấy nhé, nó chính là cái số ngoại. Thầy cho em hỏi với, làm sao mình biết nó khóa ngoại nó thuộc về cái nào ạ? Mình kiểu mình đổi chiếu đi đúng không thầy? À, mình cần cái bảng nào ấy mà mình cần tham chiếu với bảng khác, thì tức là mình cần được khóa ngoại trên bảng đó. Ví dụ như bảng max, bảng max này em sẽ nhìn thấy rằng là cái nó chỉ có student ID với cả subject ID thôi, nghĩa là nó sẽ không có thông tin chi tiết của sinh viên là gì. Vậy có nghĩa là mình phải đặt khóa ngoại trên 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 cái cột này để nó Dạ vâng, tham chiếu xem. Cái bảng đó cần phải có sự tham chiếu thì nó có được thông tin chi tiết.
À, giờ chúng ta như vậy chúng ta đã xong về vấn đề thiết lập khóa chính khóa ngoại cho các bảng nhé. Đấy, thì cái sơ đồ này thì mình chỉ có xem chỉ để mục đích để xem trên là cái mối tương tác mối quan hệ các bảng như thế nào đó. Đó. Đây, mình có thể tắt nó đi không cần đi nhỉ. Đấy. Giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo là chúng ta sẽ liên kết à, chúng ta sẽ insert dữ liệu vào trong trong các bảng. Wow, insert dữ liệu đúng không? Ba cái này kiểu gì đây nhỉ? À, cái gì em? Tắt ba cái ô vuông này kiểu gì? À, em chỉ được tắt file thôi, nó có cái dấu x này, này. Cái này em thích vào đấy để nó có close cái file thôi. Không cần tắt để đấy được chẳng. Tôi để đây cũng được, nó không còn vấn đề gì đâu, không ảnh hưởng gì đâu nha. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần về insert dữ liệu nhé. Thì để insert dữ liệu vào bảng ấy chúng ta sẽ dùng câu lệnh insert thôi. Tuy nhiên thì trước đây chúng ta có một cái lưu ý là cần 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 chèn dữ liệu vào bảng bảng chứa PK trước FK sau. Và chèn dữ liệu vào bảng chứa PK trước FK sau nhé. Nếu mình làm mình nếu mình làm ngược lại có nghĩa là mình chứa chèn dữ liệu ở bảng chứa khóa ngoại trước mà ở bảng kia mình chưa có dữ liệu ấy, thì lúc này nó sẽ ngược với cái cơ chế tham chiếu hoặc toàn bảng tham chiếu, có nghĩa là anh cho tôi cho dữ liệu vào vào anh tham anh khóa ngoại thì lúc này sẽ không nó sẽ ở bảng khóa chính nó không có dữ liệu để mà tham chiếu đến thì lúc này nó sẽ không biết là tham chiếu đi đâu. Ở ví dụ như là mình đưa vào trong cái bảng max cái mã sinh viên mã môn học và điểm số, nhưng mà vấn đề là ở bảng sinh viên nó chẳng có bảng ghi nào cả, thì ta sẽ không biết là cái mã sinh viên đó ứng với sinh viên nào, mã môn học đó ứng với môn học nào, cho nên là nó sẽ bị ngược hay là không tham chiếu được. Đó, sẽ báo lỗi đấy, báo lỗi nha. Thế thì ở đây ta sẽ cần phải insert vào bảng PK trước cả hay là sau nhé. Đã dùng một lệnh như này insert vào trong bảng, có nghĩa là trong trường hợp này mình sẽ insert dữ liệu vào bảng student và subject trước, sau đó insert dữ liệu bảng max sau. Wow. Insert vào student values. Đây là bảng string của ta đây. Thì nếu mà chúng ta muốn insert nhiều bản ghi cùng một lúc là cũng được. Tôi xuống cái này này. Mình cầm có cầm một vuông nhé, một tròn nhé. Hay như là một nên là nếu nếu mình cần chèn dữ liệu là họ tên mà có dấu ấy, thì mình có chữ N với chữ này.
Còn lần sau là một cặp nhảy đơn nhé, nhảy đơn với em nhé. Ví dụ như là Trần Văn Minh thì ở đây nếu mà muốn thể hiện chuỗi dữ liệu thì ta đặt ta dùng cái cặp nháy đơn để thể hiện các em nhé, và không 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 phải là nháy đôi nhá, phải là nháy đơn, phải có cái n này để dữ liệu trong đây nó sẽ chấp nhận chữ có dấu. Có tiếp là mobile, mobile nó kiểu chuỗi đấy, kiểu chuỗi dạ 098 6589 điện gender kiểu bit thì một chẳng hạn. Là xong, sau mình phải thanh tra xuống hai. Dụ như là Hoàng Hoàng Khánh này. Không một ba bốn năm sáu bảy chín không chẳng hạn. Đây thì đây ta sẽ cho phép chèn cùng một lúc nhiều bản ghi nhé, đây một bản ghi bút đen này. Đấy, xong. Mình có thể dùng câu lệnh select để kiểm tra kết quả. Select sao from students. Đó, ta sẽ được kết quả. À không, nên là dữ liệu đấy, dữ liệu trên cột sender đấy, sender là kiểu bit mà đó. Kiểu bit là Nếu gì, mà mình thay render chuỗi thì sao? nếu mà cái không phải kiểu bit mà mình kiểu chuỗi thì mình lại dùng cái cặp nháy đơn để mình thể hiện là chuỗi. Nếu như thế thì ở trên kia cái chỗ table sao không? Tức là ý của em là muốn đổi cái Cho em muốn đổi bit này gọi là chuỗi có dấu được. thành chuỗi có dấu này hả? Được, thế thì bên trên kia em sẽ đổi thành chiều chiều chuỗi có dấu, nó phải là n va cha. Tùy thuộc vào việc là em muốn lưu chữ có dấu hay không, nếu mà chữ có dấu thì có nghĩa là phải là n va cha. Thì lên trên này mình đổi lại cái kiểu dữ liệu của nó, tất nhiên là mình không đổi thẳng vào đây đâu, mình phải có câu lệnh để mình đổi đấy, đổi kiểu dữ liệu ấy, giống như là bên bên để các bạn hỏi ấy, thế là sửa cột thôi, còn nếu mà sửa trên cột thôi, còn sửa cột là theo kiểu là đổi sang cái kiểu khác ấy, đúng không? Đổi sang kiểu dữ liệu khác ấy, thì mình chỉ câu lệnh này, đó là enter table tên bảng, enter column tên cột, sửa thành kiểu dữ liệu gì. Đâu.
Ừ, đấy. Còn cái một với cái không này nó là giá trị của cột bit được thôi, à cột gen đây. Đây là cái một này, nó có nghĩa là ý ý kiểu như ý ngầm định là kiểu như là nam đấy, à, kiểu không nữ chẳng hạn. Nha. Chạy phải chạy câu lệnh này nó mới hiện được. Câu lệnh select này. Đấy, nó chạy. Reset chưa? Sao của em chạy lên thì nó sai, không được, nó bảo keyword wrong lỗi này, Keyword hiểu. có Thế nghĩa nào? là wrong chẳng Select sound nhé, cái select sound from nhé. sao. Select sound from. Select sound from students. Của em không được rồi. Em xem một lần thì xem. À, cái chỗ bên trên em insert ấy, thì em lại để chấm phẩy, em phải là dấu phẩy chứ không phải là chấm phẩy. Cái chỗ một ấy, một xong rồi, một xong rồi cái thứ là thì đằng sau cùng nó phải là phẩy ấy. Không 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 không, cái phẩy cái cuối cùng thì chấm phẩy cuối cùng đấy. cái cuối cùng của bạn có cái đầu tiên đấy đấy, cái cuối cùng Hai cái vòng tròn đấy, hai cái vòng tròn sau đấy nó để chấm phẩy, nó phải là phẩy. để em thay cái chấm phẩy bằng bằng dấu phẩy nhé. Ở đằng sau ấy, đằng sau cái đóng ngoặc tròn ấy. Bỏ bỏ chấm phẩy đi, thay bằng dấu phẩy. Đấy, rồi bây giờ em cái không cái đấy thì là chấm phẩy đúng không? Cái thứ hai ấy, cái thứ hai chấm phẩy đúng không? À, ok, bây giờ em phải bôi đen câu lệnh insert đấy để em insert dữ liệu đó. Bôi đen lại cái sơn. Không phải bôi đen cả. Không cả cái câu lệnh insert thôi, cả câu lệnh insert thôi. Từ chỗ insert cho đến chấm phẩy ấy. Đó, 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 đó. Vâng, sao lại không có đối tượng là student. À, cái bảng của em nó không phải là bảng student S gì mà là bảng student không có chữ S gì. Ở bên kia của em là em để là bảng student không có chữ S gì. Nên là em cũng cũng bên đây cũng phải thế. Rồi bây giờ chọn lại select xem là nó sẽ được chưa. Đấy, đúng rồi.
Rồi, thứ nhất bây giờ ta sẽ insert dữ liệu vào bảng select đi, select này. Rồi ta sẽ có là insert subject values. Bảng subject thì nó chỉ có mỗi hai cột thôi, ID và name thôi, nên là cái có thể để trên cùng một hàng cũng được, nghĩa là một này, một là cái EPC chẳng hạn này, phẩy hai, một là HTML file này, phẩy ba, một là Angular chẳng hạn, kiểu thế, phẩy bốn, một là HTML này, đây, mình có thể kiểm tra kết quả cách dùng câu lệnh số student. Subject chứ. Đấy, nào. Và bây giờ mình sẽ tiếp vào bảng max nhỉ, max values. Đấy, thì như vậy là sau khi có dữ liệu trong các bảng PK rồi thì bắt đầu mình insert dữ liệu vào trong bảng SK. Max của ta nó có ba cột với các giá trị số thôi, nên nó sẽ dài. Ví dụ như là 1, 1, 8. Vậy 1, 2, 9. Phẩy 1, 3, 10 chẳng hạn. 2, 1, 2, 1, 7. Kiểu thế. 2, 2, 8. Vâng. Select cell from max.
tô 2 chấm vào đấy. 2 chấm à? 2 chấm ở chỗ nào em? À, cái chấm phẩy nó không bắt buộc em. Trong SQL Server không bắt buộc phải có chấm phẩy nhỉ? Trừ trường hợp mình cần phải để mình để 2 lệnh trên 1 hàng thì mình sẽ dùng chấm phẩy. Còn ở đây thì nó không bắt buộc chấm phẩy không nhỉ? Nên mình có cũng được, không có được nhé. Đấy, như vậy là đây là cái kích thước mình insert dữ liệu cho em nhé. Kích thước dữ liệu. Thế thì thầy, thì cái chữ quốc sư là cái gì? Mình để nó là 3 4 mà trong khi đó ở trên cái ID thì nó có sao vậy? Nó mới cho cái gì? 18 à 118 thì mình thành 318 có được vậy? Nó ra 318 là không được, tại vì là lúc này sẽ không có sinh viên nào có mã là 3 cả. Cho nên mình để là 318 là nó sẽ không có cái gì, không có cái anh nào để tham chiếu cả. Thế nên nó sẽ lỗi đấy. Tiếp tục nhá. Thế thế thì trong trường hợp mà nếu chúng ta trong quá trình tạo bảng ấy mà chẳng may mình tạo nhầm tên tên cột chẳng hạn thì mình hoàn toàn có thể sửa sửa lại được. À, sửa lại được.
Ví dụ như là ở đây chẳng hạn như là cái gender là chẳng hạn, nếu mình không thích mà mình muốn đổi tên nó thành giới tính chẳng hạn, hoặc chẳng hạn thì mình cũng hoàn toàn có thể đổi được tên của nó. Vì bằng cách xem nó rất là bên này thì có thể sửa tên cột đây này, người ta dùng một cái thủ tục lưu trữ đó là expect đó là sp sp rename. Cách thức của nó sẽ là sp rename trong phiên bản chấm tên cột cần gì phải tên tên cột mới. Coi như là trời sẽ đổi nhá. Đổi, à, sửa tên cột đấy. Đó. Xem SP ở dưới rename đó có đấy trong cái bảng là student lại đó ở cái cột là cột gender, ta sẽ đổi nó thành cái giới tính chẳng hạn. Đấy vậy đấy sẽ đổi được. Lúc lúc này cái bảng student của ta ấy, cái cột gender nó sẽ không còn tên là gender nữa, nó không tên là giới tính. Ta dùng SP rename này nhé.